Vâng, lời đầu tiên cho em Trường Thảo được gửi lời chào tới toàn thể các bác. Hôm nay thì em đang tải một đoạn video về cái dòng kéo 3301, một cái dòng kéo Nhật mà trong thời gian vừa qua thì em đăng tải thì cũng rất nhiều bác quan tâm. Và các bác gọi điện và muốn chi tiết lại về chiếc kéo này. Hôm nay em sẽ chi tiết để các bác nhà mình được nắm bắt được trên cái mẫu kéo 3301 này của nhà em. Một cái dòng kéo Japan. Đấy, em sẽ quay thật gần để các bác nhà mình xem nhé. Mẫu kéo này thì cái chất thép của nó như các bác nhìn gần nhá, nó là chất thép của dòng kéo Nhật, thép Nhật nhá. Tất cả những cái độ trên bề mặt của nó thì đều sắc nét hơn tất cả những cái dòng kéo khác, bởi vì đây nó là mẫu kéo đắt tiền. Và các bác theo dõi video một lúc thì em sẽ báo giá luôn để các bác nhà mình nắm bắt được cái mẫu này giá của nó sẽ là bao nhiêu. Hàng Japan nhá, chữ chìm, chữ dập chìm này. 3301. Cái chống trượt của nó rất chi là sâu và chế độ tự mài của nó rất sắc nét nha các bác nhé. Cái chế độ tự mài các bác nhìn này, nó lại sâu hơn hẳn. Và tất cả những cái viền kéo của nó thì một cái chất thép xịn này thì các bác có thể cắt được cành to, ngọt và dễ. Tay của nó thì sẽ là tay bọc lỉ nhá, lỉ đen, cổ đỏ. Đấy. Cái này thì rất nhiều bác thắc mắc với em bảo là cái tay của nó bằng gì. Thì cái tay là của nó thì đều bằng nhôm hợp kim hết các bác ạ. Nhôm hợp kim loại 1. Cái này nó sò nó rất chi là cứng nhá. Đấy, cấu tạo của một chiếc kéo này thì cái lưỡi của nó thì tầm độ 7 cm. Đấy, cái chỗ này là của nó là bẩn nhá. Các bác khi dùng cẩn thận sò đây là đứt tay nhá, bởi vì nó vô cùng là sắc bén. Cái này thì giúp các bác cắt cành to bằng ngón tay cái như thế này nhá. Cắt ngọt lừ luôn. Rất nhiều video em đi test thử được các bác nhà mình được biết rồi. Những cái ốc vít của nó này cũng đều là một cái chất rất chi là tốt, sáng bóng. Thì em cũng nói luôn cái phương thức giao dịch và cũng sau đó sẽ chi tiết về cái cách dùng nữa để các bác nhà mình nắm bắt được. Khi các bác mà xem được cái video này của nhà em đấy, các bác mà đang quan tâm, đang cần nhé, hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại. Số nhà em thì sẽ là số 0975 531 602. Và một số điện thoại nữa thì sẽ là số 0888 636 138. Đấy là hai số điện thoại chính để em tư vấn và cũng như là gửi tới các bác tất cả những cái dụng cụ làm vườn, dụng cụ làm cây. Thì một chiếc kéo 3301 thì nó sẽ nằm trong một cái hộp như thế này khi các bác nhận được nhá. Đây là mẫu 3301, hàng Japan, loại chất lượng nhá. Loại này nó sẽ đắt tiền hơn những cái dòng kia đấy. Đấy, đây các bác này. Và cái mẫu này thì bên cơ sở em Thảo đã nhận gửi và ship trên toàn quốc. Giá sẽ miễn phí ship 100%. Các bác nhìn khi trên hình như nào thì các bác nhận thì nó sẽ y như vậy luôn nhé. Đây là mẫu 3301, hàng Japan. Đây là cái chế độ chống trượt rất chi là sâu này. Mấy bà cháu đi chơi về. Đấy, và các bác mà quan tâm tới nhiều dụng cụ của nhà em, các bác đừng quên ấn vào nút đỏ là nút đăng ký kênh nhé. Bởi vì đơn vị em thì chuyên cung cấp về tất cả những cái dụng cụ làm vườn, những cái dụng cụ cao cấp. Đây là một góc video để em quay tường tận một mẫu để cho các bác được xem. Còn nếu như các bác mà muốn xem nhiều sản phẩm, hàng nghìn sản phẩm của bên cơ sở em, các bác hãy ấn vào đăng ký kênh, ấn vào quả chuông để sẽ nhận được những cái thông báo về những cái sản phẩm hay để các bác nhà mình được tham khảo trong cái vụ làm cây này nhé. Em cũng Thảo cũng xin kết thúc video ngắn. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi những cái video này của em. Em cũng báo giá luôn ở cái mẫu này nhé. Em đang gửi tới các bác giá sẽ là 250.000. Giá cũng đang rất chi là giảm giá ở cái mẫu 3301 này để tương tác với các bác trên mọi miền Tổ quốc. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Chào các bác ạ.